Chào bạn, xã hội chúng ta ngày càng phát triển và chúng ta lại có những cái mức giá cực kỳ tốt cho những chiếc đồng hồ thông minh này, những chiếc vòng đeo tay thông minh. Và mình đang có đây chiếc Amazfit Burst Lite, một trong những sản phẩm đồng hồ thông minh có mức giá cực kỳ tốt trên thị trường hiện tại. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết xem sản phẩm này có đáng với mức tiền của bạn bỏ ra hay không nhá. Intro nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói qua một chút về cái thiết kế của sản phẩm này. Cái chiếc đồng hồ này thì được hoàn thiện hoàn toàn là từ nhựa và chúng ta sẽ có cảm giác khá là thoải mái khi mà đeo trên tay. Cái dây cao su được hoàn thiện rất là tốt, rất là mịn khi mà các bạn sờ vào và cảm giác khi mà đeo lên tay thì nó cũng vô cùng là tuyệt vời. Khi mà chúng ta vận động hay là luyện tập thể thao thì các bạn sẽ không hề cảm thấy khó chịu khi mà đeo đồng hồ trên tay. Có chăng là ai đó nếu mà đang kỳ vọng một cái chất liệu cao cấp hơn, ví dụ từ kim loại chẳng hạn, thì các bạn sẽ hơi thất vọng đôi chút bởi vì khi mà chúng ta nhìn từ xa ấy, thì cảm giác nó rất là nhựa. Cái sản phẩm này sẽ có một cái màn hình kích thước là 1,3 inch AMOLED với một cái độ sáng tương đối tốt giúp cho các bạn có thể nhìn rõ cái nội dung hiển thị trên đồng hồ này ngay cả khi các bạn di chuyển ngoài trời nắng. Tuy chỉ có một điều mà mình chưa cảm thấy ưng, đó là cái việc cái độ phân giải của cái màn hình này nó chưa được cao, cho nên là khi mà các bạn nhìn gần thì các bạn sẽ có cảm giác là nó hơi bị rỗ và hình ảnh nó hơi mờ một xíu. Điểm khác biệt của cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm Mi Band giá rẻ kia, đó là nó có hỗ trợ GPS. Việc hỗ trợ GPS thì giúp cho bạn có thể định vị được vị trí của đồng hồ này, cũng như là hỗ trợ bạn trong việc tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ hay là đạp xe, thì nó sẽ xác định vị trí của mọi người khi mình đã từng di chuyển qua. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nói một chút về cái giao diện chính của cái đồng hồ này. Thì các bạn sẽ hiển thị ở đây cái màn hình chính, đó chính là cái mặt đồng hồ của chúng ta. Chúng ta có thể hoàn toàn là thay đổi cái màn hình này, khi mà nhấn giữ nó các bạn sẽ có một vài mặt đồng hồ nữa để mà lựa chọn, và chúng ta có thể thêm những mặt đồng hồ này ở ngay trên app Mi Fit của điện thoại đó. Vuốt sang bên trái, vuốt sang bên trái thì chúng ta sẽ có tính năng là đo nhịp tim. Đây thì vuốt sang một cái là đo luôn, nó sẽ tự đo luôn cho các bạn. Vì là một thiết bị thuần về việc là theo dõi sức khỏe cũng như theo dõi vận động hàng ngày, cho nên là những cái tính năng mà đo nhịp tim này hay là đo bước chân nó sẽ đặt ngay ngoài màn hình chính luôn. Phía bên phải này thì sẽ là tính năng đo bước chân. Ví dụ các bạn đặt mục tiêu là 8.000 bước này và ngày hôm nay thì mình chưa đi bước nào cả. Đó. Hay là các bạn vuốt từ trên xuống thì chúng ta sẽ có những cái thanh trạng thái, ví dụ như kiểu kết nối Bluetooth hay không này, dung lượng pin còn lại và ngày này. Chúng ta có thể tùy chỉnh độ sáng của đồng hồ ngay trên này luôn. Và đây là tính năng không làm phiền nhá. Hay là cái tính năng tiết kiệm pin này. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể khóa được mặt đồng hồ này. Đấy. Phòng trừ cái trường hợp là ví dụ như kiểu nước bắn vào sẽ gây cảm ứng nhầm thì các bạn hãy bật cái chế độ khóa lên và sẽ tắt ngay bằng cách là vuốt từ trên xuống này thôi. Đó. Thì đó là cái giao diện chính của đồng hồ này, rất là đơn giản và gần như là các bạn hoàn toàn thể làm quen ngay khi mà lần đầu tiên sử dụng nó. Điểm tuyệt vời hơn nữa đó là khi mà các bạn kết nối chiếc đồng hồ này với app Mi Fit ở trên điện thoại thông minh. Ok, thì đó là cái việc các bạn có thể hoàn toàn thay đổi mặt đồng hồ ngay trên cái app Mi Fit này. Ngoài ra, nếu như ai mà muốn thay đổi thêm những cái mặt đồng hồ khác độc đáo hơn, đẹp hơn, thì mình xin giới thiệu cho các bạn một cái app đó là Amaze Face. Đấy. Trên này thì có cực kỳ là nhiều mặt đồng hồ và nó hỗ trợ cho cả Mi Band 4 luôn. Quá là nhiều và hoàn toàn miễn phí, cho nên các bạn có thể trải nghiệm cũng như là các bạn có thể cài những cái mặt đồng hồ mới độc đáo hơn riêng cho mình. Rồi. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào lại cái app Mi Fit. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một vài những chức năng nữa như kiểu là thông báo cuộc gọi đến này, hay là thông báo tin nhắn, nhắc nhở sự kiện hoặc là báo thức. Thì đây là một vài những cái tính năng mà đã quá quen thuộc với những người dùng ở những cái chiếc đồng hồ thông minh rồi. Ra đến ngoài trang chủ thì ở đây chúng ta sẽ có những cái phân tích này, những cái theo dõi về sức khỏe như là giấc ngủ của chúng ta. Hay là cái việc các bạn, những ai mà hay đi bộ này hay là hay chạy bộ, thì với việc là hỗ trợ GPS thì nó sẽ hiện cái vị trí mà chúng ta đã di chuyển qua hay là những nơi mà chúng ta đã di chuyển, khiến cho cái việc tập luyện nó trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên rất là hay ho như vậy, nhưng cũng có một cái điểm trừ mà mình phải cần phải nói tới cho các bạn. Đó là cái việc mà cái chiếc đồng hồ Amazfit Burst Lite này nó chưa hoàn toàn hỗ trợ tiếng Việt. Đó, các bạn có thể nhìn giao diện này thì khá là giống với những chiếc Galaxy Watch. Ở đây thì hoàn toàn là tiếng Anh và mình chưa thể cài được tiếng Việt ở trên cái đồng hồ này. Có lẽ là chúng ta phải up một cái firmware custom hoặc là phải đợi hãng cập nhật một firmware mới cho đồng hồ này cơ. Đây, nó chưa hỗ trợ dấu tiếng Việt, cho nên là khi mà những cái tin nhắn có dấu nó sẽ bị đặt dấu hỏi chấm. Và đây là một cái điểm trừ. Và hy vọng là trong tương lai thì hãng sẽ cập nhật firmware mới cũng như là hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn để cho những người dùng tại Việt Nam có thể sử dụng chiếc đồng hồ này một cách tuyệt vời hơn. Và vừa rồi là bài đánh giá chi tiết chiếc đồng hồ Amazfit Burst Lite này. Các bạn có ý kiến đóng góp gì hãy để lại phía bên dưới phần comment nhé. Và đừng quên là bấm subscribe của mình đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.
Peace. Điểm khác biệt của sản phẩm này so với những chiếc Mi Band giá rẻ kia đó là chúng ta có hỗ trợ GPS cũng như là GLONASS.